Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh Hue Design sẽ giới thiệu với các bạn thao tác với công cụ Blend Tool trong Illustrator. Blend Tool là công cụ dùng để tạo ra một loạt các hình khối, đường nét, màu sắc trung gian giữa hai hoặc nhiều đối tượng được lựa chọn. Trong hộp toolbox Blend Tool phím tắt là W, hoặc là các bạn có thể lấy lệnh Blend trong Object và Blend và Make, phím tắt của nó là Alt Can B. Trước hết, để thực hiện lệnh Blend, chúng ta sẽ tạo ra hai đối tượng bất kỳ. Ở đây tôi đã tạo ra một số các nhóm đối tượng. Cách thứ nhất để chúng ta áp dụng Blend Tool đó là chúng ta sẽ lựa chọn hai đối tượng. Sau đó các bạn sẽ dùng lệnh Blend bên trong Object vào Path và Make. Ở đây khi các bạn thực hiện lệnh Blend, lập tức nó sẽ tự động thao tác dựa trên cái thông số mặc định trước đó của cái thao tác Blend Tool mà chúng ta đã từng làm trước đó. Đây là phần mềm tự động nhé. Còn nếu như chúng ta muốn thay đổi thông số thuộc tính thì chúng ta click vào Object, vào Blend và vào Blend Option. Sau đó nó sẽ vào bảng Blend Option để chúng ta có thể điều chỉnh một số các thông số thuộc tính của đối tượng. Cụ thể các thông số thuộc tính bên trong hộp Blend Option đó là chúng ta có 3 chế độ cơ bản. Chế độ Smooth Color tạo màu chuyển mềm mịn mượt mà. Chế độ thứ hai đó là chuyển theo một số bước trung gian, nghĩa là nó sẽ xác lập các số bước ít hoặc nhiều do chúng ta lựa chọn. Chế độ thứ ba đó là xác lập khoảng cách giữa các bước trung gian. Nó sẽ tính từ viền của hai đối tượng kế tiếp nhau và đơn vị ở đây là mm. Trước hết với chế độ Smooth Color thì các bạn đã nhìn thấy hiệu quả hiển thị của nó ở ngay ví dụ phía trên rồi đúng không ạ? Đó là nó sẽ chuyển màu mượt mà và mịn từ màu vàng sang màu đỏ. Còn nếu như chúng ta chọn chế độ thứ hai, chế độ Step, nó sẽ hiển thị cho các bạn trước đó chúng ta có bao nhiêu bước. Khi chúng ta thực hiện chế độ chuyển mịn như này thì các bạn sẽ thấy có bao nhiêu bước trung gian. Ở đây cụ thể là 254 bước trung gian đúng không ạ? Và chúng ta sẽ giảm cái số lượng bước trung gian này xuống. Ví dụ bây giờ tôi sẽ giảm xuống còn 5. Review lên thì các bạn sẽ thấy đối tượng của chúng ta thay đổi. Đó là các bước trung gian ít hơn, đồng thời sắc độ chuyển nó cũng rõ ràng, mạch lạc hơn. Nếu chúng ta chuyển ít hơn nữa, ví dụ 2, chúng ta sẽ thấy đối tượng chúng ta ít hơn. Nó sẽ chuyển tiếp từ hình vuông sang hình tròn, về cả về hình dạng lẫn màu sắc, các bước rất là rõ ràng. Còn nếu như chúng ta chọn chế độ thứ 3, đó là xác lập khoảng cách giữa các đối tượng, thì các bạn sẽ thấy rằng để chuyển mịn và mượt hiện tại, khoảng cách trung gian của các đối tượng rất là nhỏ như này đúng không ạ? Đó là hơn 1 mm thôi. Thì chúng ta sẽ tăng cái số mm này lên, ví dụ tôi tính 5 chẳng hạn. Các bước trung gian chuyển tiếp giữa hai đối tượng nó cũng có sự thay đổi. Ít đối tượng hơn, màu sắc chuyển rõ ràng hơn. Còn nếu như tôi tăng số lượng lên thành 10 mm, ngược lại các bạn sẽ thấy càng ít đối tượng hơn nữa. Và sắc độ chuyển rõ rệt hơn, cấu trúc hình cũng chuyển rõ rệt hơn. Ví dụ tăng thêm chút nữa. Như vậy, với chế độ Blend Option chúng ta có 3 chế độ cơ bản. Bên dưới Orientation này là các cái chế độ hiển thị ví dụ như nó là căn gióng thẳng đối tượng đối với Path hoặc là căn gióng với đường Path. Tuy nhiên hiện tại là chúng ta đang ở chế độ mặc định, chúng ta không có đường Path nào cả, cho nên là chúng ta chưa thể lựa chọn cái chế độ này. Chế độ này tôi sẽ thực hiện cái ví dụ khác cho các bạn xem vào một cái bài sau. Sau khi chúng ta đã lựa chọn các cái chế độ hiển thị Blend cho đối tượng thì các bạn sẽ click vào OK. Cách thứ hai để chúng ta có thể thao tác lệnh Blend đó là các bạn sẽ lựa chọn đối tượng, sau đó click đúp trực tiếp vào công cụ Blend trong bảng Toolbox. Nó sẽ hiển thị luôn lên bảng Blend Option và các bạn có thể chọn chế độ luôn ở đây. Nếu như các bạn không lựa chọn chế độ thì các bạn click OK, còn nếu như các bạn thay đổi chế độ thì các bạn sẽ lựa chọn từng chế độ mà các bạn muốn như tôi giới thiệu lúc nãy và các bạn đánh thông số vào đây. Sau khi các bạn đánh thông số rồi thì các bạn click OK. Lúc này con trỏ chuột của các bạn sẽ xuất hiện, nó không phải là mũi tên nữa mà nó sẽ là công cụ Blend. Thì các bạn sẽ click một lần vào đối tượng đầu và click lần thứ hai vào đối tượng cuối. Các bạn lưu ý nhé, khi các bạn click vào đối tượng đầu nó sẽ có dấu sao phía dưới công cụ Blend. Còn nếu như khi các bạn đặt trỏ chuột vào công cụ cuối, nó sẽ có dấu cộng bên dưới công cụ Blend. Các bạn click vào đấy, lập tức đối tượng của chúng ta sẽ xuất hiện các cái thuộc tính như chúng ta đã lựa chọn trong cái hộp Blend lúc nãy. Nếu như chúng ta muốn thay đổi, chỉnh sửa
cái hiệu ứng của cái lệnh Blend chúng ta vừa thực hiện, thì các bạn có thể click đúp vào công cụ Blend, preview nó lên để chúng ta hiển thị và thay đổi các bước chẳng hạn như này. Còn nếu như trường hợp chúng ta muốn chỉnh sửa thêm bớt đối tượng, ta cũng có thể thực hiện cách rất là nhanh chóng bằng cách đó là lựa chọn vào đối tượng đã từng thao tác Blend, sau đó chọn công cụ Blend và tiếp tục click vào hai đối tượng và đối tượng mới. Lập tức nó sẽ có sự chuyển tiếp giữa các đối tượng như thế này. Nếu như trường hợp các bạn lựa chọn lệnh Smooth Color thì các bạn sẽ thấy có một số vấn đề như sau. Mặc dù ba đối tượng chúng ta đã tạo ở đây là ba hình thể khác nhau, tuy nhiên các bạn sẽ chỉ thấy rằng từ hình màu vàng, nghĩa là từ hình vuông sang hình tròn, là nó có độ chuyển mịn mượt. Còn hình tròn sang hình ngôi sao nhiều cánh như này thì nó lại chuyển ít hơn. Lấy lý do vì sao vậy, mặc dù chúng ta lại cùng cái chế độ Smooth Color, các bạn sẽ thấy rằng lý do là vì hình vuông của chúng ta là màu vàng, hình tròn màu đỏ, nhưng hình ngôi sao cũng là màu đỏ. Khi hai đối tượng cùng màu vẫn có thể thực hiện lệnh Blend, nhưng cái số bước Blend sẽ ít hơn, nó không thể nhiều được. Cho nên nếu như chúng ta muốn thực hiện lệnh chuyển mịn giữa hình tròn và ngôi sao như này thì chúng ta buộc phải đổi màu sắc cho hai hình, nghĩa là chúng phải khác màu nhau, có thể khác nhiều hoặc khác ít nhưng phải khác màu nhau. Ví dụ như này chẳng hạn. Để chỉnh sửa vị trí của đối tượng mà các bạn đã tạo ra lệnh Blend ở đây thì các bạn có thể sử dụng chuột trắng A, Direct Selection Tool, để chúng ta có thể thay đổi vị trí của đối tượng, lựa chọn vào đối tượng giữa, sau đó chúng ta di chuyển vị trí như thế này chẳng hạn. Lập tức nó sẽ tạo được sự thay đổi về vị trí. Hoặc là chúng ta cũng có thể lựa chọn vào đối tượng, từng đối tượng trong cái nhóm Blend đó để chúng ta thay đổi màu sắc. Ví dụ như thế này. Hoặc là chúng ta cũng có thể thay đổi cái độ cong, thay đổi cái hình dạng đường path của đối tượng chúng ta vừa tạo bằng cách đó là chúng ta sẽ vào Blend, chúng ta thêm điểm, hoặc là chúng ta có thể sử dụng công cụ Anthropoint Tool, nghĩa là chỉnh sửa cái điểm neo. Sử dụng công cụ Anthropoint Tool này đây để chúng ta có thể thay đổi, chỉnh sửa hình dáng của cái đường path đấy, hoặc chúng ta cũng có thể thêm điểm. Khi các bạn thay đổi hình dáng đường path như thế này thì nó cũng sẽ thay đổi cái hiệu ứng Blend của các bạn. Đây, ví dụ như thế này. Ngoài ra chúng ta có một số các lệnh khác của Blend ở bên trong Blend Object. Đầu tiên là lệnh Make để thực hiện và áp dụng cái chế độ Blend cho các đối tượng. Thứ hai là Release là hủy bỏ thuộc tính của Blend và trả các đối tượng trở về trạng thái ban đầu. Thứ ba, lệnh Expand để hủy bỏ thuộc tính Blend và chuyển các đối tượng trở về một nhóm các đối tượng bình thường, nghĩa là đối tượng vector bình thường. Tiếp theo, Replace cho phép đưa khối Blend chạy theo một đường path có sẵn. Reverse Bind đó là cho phép đảo vị trí của đối tượng đầu và cuối, nghĩa là hai đối tượng đầu cuối đảo vị trí cho nhau. Còn Reverse Front to Back đó là cho phép đổi thứ tự trên dưới của các lớp đối tượng đầu và cuối. Bây giờ tôi sẽ thực hiện một số các lệnh này để cho các bạn hiểu kỹ hơn. Đối với lệnh Release, khi chúng ta muốn thay đổi, chúng ta lựa chọn đối tượng đã thực hiện lệnh Blend, sau đó vào Object, Blend và Release. Các bạn sẽ thấy đối tượng của chúng ta trở về trạng thái ban đầu như khi chưa thực hiện lệnh Blend, nghĩa nó sẽ hủy bỏ thuộc tính Blend và trả các đối tượng trở về trạng thái ban đầu. Lệnh thứ hai, Expand. Đối với lệnh Expand, đó là hủy bỏ thuộc tính Blend và chuyển đối tượng về một nhóm các đối tượng bình thường. Ví dụ bây giờ khi tôi click vào lệnh Expand, các bạn sẽ thấy đối tượng của chúng ta trở về các đối tượng bình thường, nghĩa là dạng vector, nhưng hiện tại nó đang được group và chúng ta gỡ đối tượng đó ra, ungroup ra, thì nó sẽ trở thành rất nhiều các đối tượng riêng lẻ, độc lập, chuyển tiếp liên tục giữa hình dáng, màu sắc của các đối tượng mà chúng ta đã tạo trước đó, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể thực hiện áp dụng cái đối tượng được Blend trong một đường path có sẵn. Ví dụ như hiện tại đây tôi đã thực hiện cái lệnh để áp dụng Blend cho cái khung viền hình trái tim như thế này. Tôi có một hình trái tim, tôi muốn áp dụng cái lệnh Blend chạy theo cái khung hình trái tim như thế này, thì tôi sẽ thực hiện như thế nào? Chúng ta sẽ tạo ra hình tròn vừa đủ thôi. Các bạn lưu ý là thứ tự hình thể mà các bạn tạo ra như thế nào, thứ tự trước sau đấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc đó là cái lệnh Blend chạy theo hướng nào trước. Tôi đã đổi màu viền cho các đối tượng mà tôi tạo ra. Sau đó chúng ta chọn đồng thời các đối tượng đó thực hiện lệnh Blend. Ở đây tôi sẽ cài đặt chế độ là Step, tuy nhiên là tôi sẽ đặt khoảng 50 Step chẳng hạn, nghĩa là 50 bước, ok. Sau đó chúng ta click vào các đối tượng.
Các bạn lưu ý bởi vì nó sẽ bị nhầm lẫn với cái hình trái tim bên dưới, cho nên là tôi sẽ dịch chuyển vị trí của nó ra đây. Như vậy chúng ta đã được lệnh blend với một số đường viền hình tròn và nó trở thành cái lệnh blend khép kín trực tiếp như thế này. Sau đó chúng ta sẽ chọn đồng thời cả hai đối tượng và vào Object Blend Repeat File. Tuy nhiên là các bạn sẽ thấy màu sắc và sự sắp xếp của các cái hình thể trong cái lệnh blend này nó không được cân đối cho lắm, cho nên là tôi muốn tạo ra sự cân đối thì tôi sẽ làm một cách khác. Chúng ta sẽ lấy hình trái tim này, xóa bớt một nửa, chuyển về dạng nét. Sau đó tôi sẽ thực hiện cái lệnh blend. Tôi sẽ tạo ra một số các cái đối tượng để chúng ta áp dụng lệnh blend. Sau đó tôi sẽ ghép vào nửa hình trái tim. Như vậy là chúng ta đã được hình trái tim có sử dụng lệnh blend chuyển tiếp màu sắc giữa các cái hình tròn để tạo các hiệu ứng đặc biệt như thế này. Đối với lệnh reverse file, đó là đảo đầu giữa đối tượng đầu và cuối trong cái lệnh blend đó, thì các bạn có thể click vào đây để thấy hiệu ứng. Đúng không ạ? Đây. Đó. Tiếp theo tôi sẽ làm ví dụ đối với lệnh reverse front to back, đó là đảo vị trí trên dưới giữa hai đối tượng. Khi chúng ta click vào nút này, lập tức thứ tự trên dưới của các đối tượng sẽ đảo cho nhau. Vừa nãy đó là hình tròn màu trắng bên trên, hình trái tim màu đỏ bên dưới, thì bây giờ hình tròn và hình trái tim đã đổi vị trí cho nhau. Đấy là công dụng của lệnh reverse front to back. Trên đây là tôi đã đưa ra một số các ví dụ để cho các bạn xem về hiệu ứng của lệnh blend. Vậy thì cái cách để chúng ta có thể tạo ra hình tròn này như thế nào? Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn lại một chút để cho các bạn có thể hình dung rõ hơn. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn thao tác với lệnh blend trong Illustrator. Còn cái hình trái tim ở giữa này làm như thế nào? Các bạn hãy thử thực hiện và comment cho kênh Hugh Design biết kết quả của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.